còn gần gần anh một giây phút thôi, một giây nữa thôi là xa nhau rồi. Vâng, xin mến chào toàn thể các bác kiêm thanh trên mọi miền Tổ quốc. Và chào mừng các bác đã trở lại với kênh YouTube của Hiếu Minh Audio. Ngày hôm nay thì em sẽ gặp lại các bác trong một clip mà muốn giới thiệu đến các bác một mẫu sản phẩm vang. Hiện tại thì trên thị trường đang có những mẫu sản phẩm như vang cơ và vang số. Và ngày hôm nay thì trong phân khúc em muốn giới thiệu đến các bác là một mẫu vang cơ mà em có thể gọi nó như là cơ lai số. Bởi vì sao lai số? Bởi vì thứ nhất là chiếc vang này có tích hợp dì vợt và có 6 mốt mặc định của nhà sản xuất như những cái mốt của những chiếc vang số đó. Và một màn hình hiển thị mốt, chúng ta có thể đổi mốt đó, theo mong muốn. Và sẽ có tích hợp 6 mốt sẵn này: delay, roam, echo, revert và echo revert đó. Như sang vang số đúng không ạ? Cho nên là em có thể gọi nó là cơ lai số. Và bác nào mà đang tham khảo nâng cấp bộ dàn âm thanh gia đình, bác đang dùng âm ly này hay là dùng những chiếc vang cơ lâu năm, thì mẫu sản phẩm ngày hôm nay là một mẫu sản phẩm mà đáng để các bác tham khảo để nâng cấp. Và mẫu sản phẩm ngày hôm nay em muốn giới thiệu các bác có model là Gutin KM9FX. Đây là một chiếc vang cơ lai số hàng chuẩn loại 1. Thiết kế là mặt màu xanh này, đó. Nút nguồn phía trước rất là tiện lợi cho việc tắt bật. Một màn hình nho nhỏ để hiển thị mốt, chúng ta có thể đổi mốt này từ mốt 1 đến mốt 6. Thường thường thì các bác nên để mốt 5, đó là echo revert. Và chiếc vang này vang cơ cho nên là chúng ta có thể sử dụng chiếc tua vít, nó tinh chỉnh được mặt trước rất là dễ dàng. Hiển thị thông số này, em xin giới thiệu qua một chút cho các bác. Là các bác có thể tinh chỉnh được delay này, repeat này, vang nhại này, thời gian vang nhại và revert. Và đây là núm effect tổng đó. Nó gồm cả echo và cả revert. Và tích hợp hai cổng mic phía trước để có thể cắm được mic dây và volume của hai cổng mic này đó. Và bên này sẽ có equalizer của mic, có phần nâng tiếng này, phần tiếng mic này, bass trung chép của mic và preset là giới hạn âm lượng, giới hạn đầu ra này, rất là quan trọng cái cổng này. Và một volume tổng của mic. Và bên này sẽ có equalizer của nhạc đó. Và cũng như là chỉnh bass trung chép này và preset giới hạn đầu ra. Và một volume tổng của nhạc. Ở phía nút nhỏ nhỏ ở bên phải này là phím chuyển đổi tín hiệu khi các bác sử dụng AUX1, AUX2 hay là đường cổng quang. Chiếc vang cơ này thì có tích hợp rất là nhiều đường tín hiệu như là AUX1 này, AUX2 và cổng quang optical và Bluetooth bắt trên điện thoại hay là các thiết bị nghe nhạc đó, để chúng ta có thể tiện lợi hơn sử dụng. Với cái dâu Bluetooth này sử dụng các bác thoải mái tầm khoảng 10m đến 15m. Tín hiệu đầu ra thì sẽ có đường hai đường tín hiệu loa full. Loa sẽ là jack line này và một cổng bass này là cổng sub này. Và thiết kế là một cổng center out nữa, sử dụng cho loa lời. Phía sau sẽ có nút chống hú là feedback, tắt bật chống hú ở phía sau nhỏ nhỏ. Chúng ta có một cái tua vít nhỏ, nhấn vào là bật chống hú và nhả ra là tắt chống hú. Thiết kế thêm 3 cổng mic phía sau để cho các bác có thể cắm mic không dây và nhìn gọn gàng hơn. Một nút nguồn phía sau. Và em đang mở sẵn một chiếc vang để cùng các bác khám phá nội thất của chiếc vang cơ KM9X này. Đó. Các bác có thể thấy là về phần nội thất rất là đẹp đúng không ạ? Rất là nhiều linh kiện sử dụng. Và chiếc vang cơ này sử dụng là chip DSP. Đó. Ngày xưa thì những chiếc vang cơ đời cổ sẽ sử dụng những bộ mạch echo dán, thì bây giờ
cao cấp hơn. Chiếc vang cơ lai số này sẽ sử dụng chip DSP. Đó, đây chip Vietro đấy. Đó, có thế không ạ? Chip DSP này. Những con tộ này, con trở này, vàng này. Đó, này. Linh kiện rất là đẹp, rất là gọn gàng. Là chi chít những linh kiện. Đó. Nhìn qua nó thấy một sự gọi là chất lượng. Riêng với chiếc vang cơ này, một lát nữa em sẽ cùng các bác trải nghiệm chất âm của em nó, đảm bảo là cho ra echo mượt mà khi sử dụng chip DSP. Và một vỉ trung hú to này thì yên tâm là sẽ không bao giờ bị rú rít. Bác chỉnh cắt hú gần như là đến 70%. Bác yên tâm. Dùng bây giờ karaoke thì không lo rú rít, lo để hát hay, nhẹ và bay. Thì sử dụng chip echo DSP đảm bảo là echo rất bay, và tích hợp thêm reverb thì đảm bảo chất lượng âm thanh nó rất là tốt và trong sạch đó. Và nguồn là hai nguồn bi nắp, sử dụng hai nguồn bi nắp. Dùng chiếc con này thì tiêu thụ điện nó sẽ là rất là cao. Mạ vàng rất là chất. Các bác có thể nhìn thấy sơ qua giới thiệu những linh kiện này. Đây là vỉ chống hú này, vỉ chống hú. Và đây là chip echo này. Đó. Hai nguồn biến áp. Ok, và bây giờ thì em sẽ mời các bác cùng em trải nghiệm chất âm của chiếc vang cơ Wootin KM9FX này nhé. Để trong giấc mơ.